Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về chuyện tình chú cháu giữa CEO Đinh Hùng và biên tập viên MC Hà My. Dàn MC, biên tập viên xinh đẹp của VTV luôn nhận về rất nhiều sự chú ý của dân mạng, không chỉ trên sóng truyền hình mà trong cả chuyện tình cảm lẫn cuộc sống hàng ngày. Vì vậy mà mới đây không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với biên tập viên Hà My của VTV24 khi cô nhận được lời cầu hôn vô cùng lãng mạn đến từ bạn trai hơn 16 tuổi, CEO Đinh Hùng. Theo đó, bạn trai Hà My đã cất công chuẩn bị một màn cầu hôn bí mật và bất ngờ ngay trên máy bay riêng của tỷ phú công nghệ Đinh Hùng dành cho nữ MC VTV24 Hà My khi cả hai đi du lịch. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nữ biên tập viên xinh đẹp đã đăng lại hình ảnh khi được người yêu cầu hôn, gọi yêu nửa kia là đồ dở hơi và không quên gửi lời cảm ơn tới mọi người. Được biết, Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 tại Hà Nội. Hà My được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi vinh dự được tặng hoa cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Trước khi đầu quân cho VTV24, Phạm Ngọc Hà My là cựu học sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam và là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Hà My sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể là 83, 62, 94. Cô nàng còn sở hữu gương mặt tươi sáng, nét đẹp dịu dàng. Vào năm 2018, Hà My từng được đánh giá là thí sinh tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trước đêm chung kết, cô nàng dự đoán lọt top 10, tuy nhiên Hà My chỉ dừng chân ở top 15. Không chỉ xinh đẹp, Hà My còn có học thức đáng nể. Cô nàng sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, hiểu được tiếng Trung và tiếng Hàn. Cô nàng từng chia sẻ, giải trí không phải định hướng của bản thân, song bản thân lại có năng khiếu làm MC nên mọi người đã khuyến khích theo đuổi nghề này. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà My về công tác tại vụ báo chí của Bộ Ngoại giao, đồng thời học thêm văn bằng 2 tại Đại học Luật Hà Nội. Hà My bén duyên với VTV, bắt đầu với công việc tại phòng quốc tế của VTV24 với vai trò là biên tập viên từ năm 2019. Đến năm 2020, cô nàng đảm nhận vai trò dẫn dắt tiểu mục Nghĩ Khác Sống Khác của chương trình Chuyển động 24 giờ trên kênh VTV1 lên sóng ngày 19 tháng 4 năm 2020. Với lối diễn tự nhiên, chất giọng truyền cảm hứng cùng nhan sắc xinh đẹp, Hà My nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Ngoài công việc ở nhà đài, Hà My cũng làm MC cho các sự kiện, chụp ảnh thời trang cho các nhãn hàng. Trong cuộc sống đời thường, cô nàng có phong cách ăn mặc trẻ trung, phóng khoáng. Với bảng thành tích đáng nể trong học tập cũng như trên đấu trường nhan sắc, Hà My luôn nhận được cơn mưa lời khen từ đồng nghiệp và khán giả. Có thể ít người biết, khi còn tuổi teen, Hà My nặng đến 83kg. Cô nàng còn khiến không ít người thán phục bởi nỗ lực giảm cân để trở thành mỹ nhân như ngày hôm nay. Trong khi đó, người đàn ông được cô lựa chọn gửi gắm cuộc đời cũng không phải ai xa lạ. Đó chính là CEO Đinh Viết Hùng của Diagen Boss, thường gọi là Hùng Đinh, sinh năm 1980, là một triệu phú đô la trong làng công nghệ. Thực tế, Hùng Đinh không xuất phát từ ngôi trường đào tạo nào về công nghệ. Anh tự nhận là kẻ ngoại đạo. Hùng Đinh là cựu học sinh chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ở tỉnh Nghệ An. Anh tốt nghiệp đại học ngoại thương. Thời sinh viên, ngoài giờ học trên giảng đường, Hùng Đinh còn đi buôn máy tính lẫn điện thoại. Nhờ vậy, những năm tháng sinh viên, anh có thể sống tự lập mà không cần sự chu cấp của gia đình. Năm 2004, Hùng Đinh tốt nghiệp đại học và vào làm tại PVD, công ty địa vật lý, giếng khoan dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Anh từng là nhân viên mẫu cán, được cử sang làm việc tại Singapore với mức lương lên tới 6.000 USD một tháng, được mua cổ phiếu thưởng mà nếu sang tay ngay có thể mua được cả một chiếc ô tô xịn. Tuy nhiên, niềm đam mê với công nghệ thông tin từ những năm tháng sinh viên vẫn luôn cháy trong anh. Ngoài giờ làm, Hùng cặm cụi thiết kế web và đưa lên một số diễn đàn. Thấy sản phẩm của Hùng hữu ích, nhiều người dùng thử và họ đề nghị trả tiền. Những món tiền tuy giá trị nhỏ nhưng lại đủ lớn về mặt tinh thần để thôi thúc Hùng Đinh thay đổi con đường sự nghiệp của mình. Đến năm 2005, Hùng nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người quen và bạn bè. Anh chính thức nghỉ việc để thành lập công ty về giải pháp công nghệ. Giờ đây, với sự thành công của mình, anh được mệnh danh là triệu phú đô la khi các sản phẩm của anh có tới trên 50 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.